A tê san na quyên chan ti dạy san na ti bi giáp bi văn tạch mã bi văn na ca di ra tha bi ya ba dơ ba ba cô gành tha tê san na quyên chan ti dạy san na ti bi giáp bi văn. Vị nên chớ có yêu ai, yêu người mà phải sang người khổ thai. Ghét yêu là chuyện đặc bài, người không yêu ghét đêm ngày vô ưu. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Như Pháp, kính cảm ơn Đạo Tràng. Và con thấy còn sớm 3 phút nhưng mà không có bàn tay, cũng không có vị nào mới vào Đạo Tràng. Nên con xin phép với đại đức và nhận, nếu sư cho phép thì con xin được thỉnh pháp sư sớm một chút ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp của kinh số 111. Như pháp kính cảm ơn cô Cẩm Vân, cô Rạng Đông, Vinh Bách Thanh Á, cô Tâm Phương và vị nào đã đưa tay ôn bài. Dạ bây giờ thì Như Pháp kính mời Đạo Tràng. Dạ con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng ghế Như Pháp đắng tâm thanh tịnh. Cùng thỉnh pháp sư trước khi Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a tha sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rạnh ra, ngã não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp hình thành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và Đạo Tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 112. Như pháp kính chúc Đạo Tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Hôm nay chúng ta lại học câu pháp cú số 212. Trước khi vào pháp cú thì chúng ta luôn luôn hãy nhớ về khoảnh khắc này. Mọi thứ đã qua rồi, cuộc sống chỉ là những đối tượng thị giác nhau, in vào mắt rồi diệt đi. Đối tượng thị giác chúng không có đến, không đi, không phải là đàn ông, đàn bà. Không phải là con này con kia, đối tượng thị giác thì rất là nhiều, đối tượng thị giác này in dấu rồi lại mất đi. Không phải là một con người nào đó, chúng chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Đối tượng thị giác thay đổi tùy theo nhân duyên của chúng và không có một đối tượng thị giác nào là cha, là mẹ, là anh, là em, là bà con, viếng thuộc với bất cứ ai cả. Chúng chỉ là chúng mà thôi. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh cũng là một đối tượng, chúng chỉ in dấu vào nhĩ căn. Và chúng cũng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải cha, không phải mẹ. Chúng không đến, không đi, chúng không biết gì cả. Chúng là vô tri vô giác từ lúc bất cứ đối tượng nào chúng sanh ra. Chúng cũng in dấu vào nơi nhĩ căn.
và chúng cũng không biết chi cả, chúng không biết được nhĩ căn và nhĩ căn cũng không biết được chúng, và chúng cũng không có buồn vui giận hờn bất cứ ai hết. Mùi chỉ là mùi mà thôi, mùi là một sắc pháp nữa chúng in dấu vào tỷ căn. Chúng cũng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là mẹ, là cha, không phải là vợ, là chồng, không phải là con, là cái. Chúng cũng không đến, không đi. Chúng cũng không biết đi, biết đứng. Chúng không suy nghĩ, chúng không sầu muộn với ai hết. Và chúng là như vậy. Chúng chỉ là chúng khi chúng sanh khởi. Như vậy chỉ có đối tượng thì giác sanh ở chỗ này, chỗ kia in dấu vào. Nhãn căn này, nhãn căn kia và rồi diệt đi. Âm thanh cũng vậy, in dấu vào. Nhĩ căn này, nhĩ căn kia rồi chúng cũng diệt đi. Mùi chúng cũng in dấu vào tỷ căn này, tỷ căn kia, diệt đi ở chỗ này, chỗ kia. Vị cũng chỉ in dấu vào lưỡi, căn lưỡi ở chỗ này, chỗ kia và rồi diệt đi. Vị thì cũng không phải là đàn ông, đàn bà, không buồn, không vui. Vị cũng không biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết nằm. Vị chỉ là vị mà thôi. Vị chúng không thể in dấu vào mắt được. Vị chúng chỉ in dấu vào thiệt căng mà thôi. Cứng mềm, nóng lạnh cũng vậy. Cứng mềm, nóng lạnh thì cũng không phải là đàn ông, đàn bà. Chúng cũng không biết chi cả. Chúng không đến, không đi, không sầu, không muộn. Chúng không biết ai hết. Và chúng chỉ, khi chúng sanh khởi thì chúng chỉ in dấu vào nơi thân căn mà thôi. Như vậy cũng chỉ thế giới chỉ có những cái cứng mềm nóng lạnh in dấu vào thân căn này hay thân căn khác, diệt đi ở chỗ này, chỗ khác. Và chúng là pháp, và chúng chính là khổ đế, và chúng không là ai cả. Chúng đã từ vô thủy, và khi chúng sanh khởi thì chúng sanh khởi như vậy, và chúng diệt đi hoàn toàn. Những cái cứng mềm của ngày hôm qua không phải là cứng mềm của ngày hôm nay. Cứng mềm của ngày hôm nay cũng không phải là cứng mềm của ngày mai. Cứng mềm của ngày hôm nay đã diệt đi hoàn toàn, không bao giờ sanh lại nữa. Đối tượng thị giác ngày hôm nay chúng cũng diệt đi hoàn toàn, dầu có thương, có ghét đi chăng nữa, chúng cũng đã diệt đi rồi. Chúng không bao giờ sanh trở lại nữa. Vậy thì thế giới này đã bị vô minh che đậy và tham ái trói buộc với những cái tính chất của các pháp này, và chúng ta chấp thủ đây là mẹ, vợ, chồng, con cái, rồi ân ái, sầu muộn ở trên đó đã từ muôn ngàn kiếp sống rồi. Và khi Đức Phật ra đời, Đức Phật không dạy chúng ta cái gì thêm hơn. Và chúng ta, Đức Phật chỉ ra những cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh, cứng mềm, nóng lạnh này, chúng thực sự không phải là ai đó, không phải là một con người đó, không phải là một con người nào cả. Và chúng chỉ là các cái tính chất, tham cũng không phải là một con người, sân cũng không phải là một con người, tà kiến cũng không phải là một ai đó, mà chúng chỉ là tính chất của các pháp. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chỉ có các pháp hiện khởi và rồi diệt đi. Chúng hoàn toàn vô ngã và không tìm thấy một ai ở trên đời cả. Đó là con đường mà Đức Phật đã chỉ ra, Ngài đã tìm thấy, và con đường bát chánh đạo. Khi mà chúng ta học hiểu lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái màn vô minh che đậy, tham ái trói buộc, để chấm dứt khỏi cái sanh tử luân hồi mà đã nhiều đời chúng ta đã mê đắm trong những cái ảo ảnh của đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh. Và chúng ta lầm tưởng thế giới này đầy rẫy những con người, nhà cửa, nhưng thực tế thì thế giới này không là như vậy. Thế giới này chỉ có khoảnh khắc thấy và rồi diệt đi, khoảnh khắc nghe và rồi diệt đi, rất là độc cư, và chúng đã diệt đi rồi, không bao giờ sanh trở lại nữa. Và đối tượng thị giác cũng luôn luôn thay đổi, không một đối tượng thị giác nào là thường hằng cả. Và chúng chỉ in dấu một lần và rồi diệt đi hoàn toàn. Đối tượng thị giác của ngày hôm qua hoàn toàn không phải đối tượng thị giác của ngày hôm nay. Cái thấy cũng vậy, nghe cũng vậy. Nhưng rồi thì ngày mai thì cũng lại có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, lại thức dậy, lại tham sân si, lại thức dậy. Hoặc là chánh niệm trí tuệ cũng lại thức dậy, tùy theo nhân duyên của các pháp. Chứ không có một ai hay một con người nào cả. Do vậy chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về giáo pháp của Đức Phật. Và để thấy rằng thế giới chỉ có năm uẩn, tiếp nối năm uẩn, năm uẩn này diệt đi, lại tiếp nối năm uẩn mới, lại diệt đi. Và rồi cứ như vậy,
Cho đến khi trở thành một bậc A-la-hán thì cũng chỉ có những năm uẩn hoàn toàn diệt đi, không còn sâm trở lại nữa. Cũng không có một ai ở trên đời. Đức Phật cũng chỉ là một tên gọi để chỉ cho các pháp giác ngộ mà thôi. Do vậy chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về pháp vô ngã để mà không còn bám chấp. Thì đó là cái con đường chân chánh nhất. Con đường này thì không phải là làm một cái điều gì đó mà phải hiểu pháp đang có mặt. Bây giờ pháp cũng đang có mặt nhưng mà không có cái hiểu. Như vậy là pháp như là cái cứng, cái mềm, hay là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó đang có mặt ở đây nhưng mà không có cái hiểu. Nên là đó toàn là vô minh. Nên là chúng ta cần phải nghe đúng để dần dần là chúng ta sẽ hiểu được pháp do duyên sanh. Đó là con đường mà Đức Phật dạy. Bây giờ chúng con xin đảnh lễ Đức Tam Bảo tóm tắt và chúng ta vô bài học. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi svakhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo thật là phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ những ai có duyên lành được nghe chánh pháp và tùy thuận pháp hành, người ấy mới đạt được sự giác ngộ niết bàn. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm thức của mình, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo. Do tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, phần phước phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời đến cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, nông vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa và sớm níu chi được tứ thánh đế. Nam mô Bụt Tha Giá. Nay chúng ta sẽ học câu kệ số 212. Chúng con xin đọc một lần. Pi giá tô cha giá tí sô cát, Pí dân cha giác tí phá dân, Pí giác tô quý bá mút tát sát nát thí sô cô cú tô phá dân. Do yêu thích nên sầu muộn sanh ra. Thế mình yêu thích, mình biến ái một cái gì đó thì sầu muộn nó sinh ra. Tại sao mà sầu muộn nó sinh ra? Vì sao vậy? Vì các pháp vũ vi, cái bản chất của nó là vô thường. Mà cái sự bất cứ khi nào chúng ta yêu thích thì chúng ta mong cái đó nó thường hằng. Nhưng mà cái bản chất của cái pháp vũ vi là nó vô thường. Bản chất của pháp vũ vi là nó vô thường. Thế mà mình thích cái đó thì đương nhiên là tâm ý của chúng ta mong mỏi cái đó thường hằng. Ví dụ như mình yêu cái người đó hay thương cái người đó thì mình mong cái người đó luôn luôn yêu thương mình. Mong cái người đó đừng có già, đừng có bệnh, đừng có thay lòng đổi dạ. Đừng có bị bệnh, đừng có bị tai nạn. Nhưng mà điều đó không thể được, bởi vì bản chất ở trong cái pháp vũ vi đó nó có tính chất vô thường.
Vậy nó là cái pháp vô thường. Mà chúng ta luôn luôn mong mỏi nó thường hằng. Và chúng ta nghĩ đó là một con người. Và chúng ta nghĩ rằng mình đem tất cả những cái yêu thương đó đến cho cái con người đó. Nên là do cái ý nghĩ đó, do những cái tà kiến đó, mà không hiểu được cái bản chất vô thường ở trong những cái pháp đó. Nên là chúng ta chấp vào cái thường hằng. Nên là nó sẽ sanh ra vậy, sanh ra sầu u, sanh ra sầu. Nếu nó không vô thường thì nó có sầu u không? Không, nó không. Nhưng mà nó là vô thường. Do yêu thích nên là sầu muộn nó sanh ra. Nó không sanh ra trước thì nó cũng sanh ra sau. Nó không thể nào khác hơn được. Nó không khác hơn được. Bởi vì các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt lại sanh. Nên thường hay có sự khổ não. Do yêu thích, lo sợ sanh ra. Thế mình yêu thích một cái gì đó thì cái lo sợ là mình sợ mất đi, mình sợ cái này tan hoại đi, mình sợ cái này bị người ta lấy mất đi, mình sợ người ta giết hại, mình sợ người ta cướp đoạt, mình sợ người ta lường gạt. Mà ở trên đời này có cái gì không mất đi không thưa quý vị? Cái gì sanh ra đều chịu chung cái số phận hủy diệt. Bản chất của pháp hữu vi là vậy, không thể làm khác hơn được. Đối với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích thì không có sầu muộn, còn đâu để lo sợ. Người thoát ra sầu muộn này là người nào? Là người đã hiểu được pháp hữu vi là rỗng không, là vô thường. Cái mà chúng ta chìm đắm trong sanh tử này, bản chất của nó chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh, bất tịnh, hôi thối, vô tri, vô giác. Mà lại chấp nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thật là đau khổ. Không phải vậy sao? Không phải vậy sao? Bậc trí đã thấy được chúng chỉ là những cái tổ hợp của các sắc quẩn, dơ bẩn, bệnh hoạn, xa lạ, kẻ giết người, kẻ lão hại, kẻ đem đến già chết, vô tri vô giác, lại bị chấp thủ, bị luyến ái. Cái mà chỉ là những cảm giác khổ, cảm giác hỷ, cảm giác xả, vô thường, thì lại cho rằng tôi vui, tôi buồn. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Cái gì là tưởng, nhớ về những cái màu, mùi, vị, hình ảnh, cứng, mềm, nóng, lạnh, đã qua các căn trần, mà lại tưởng là tôi nhớ, tôi biết. Tôi hay, tôi giỏi, nhưng đó chỉ là pháp vi, là tưởng do duyên gì mà sanh, chỉ do duyên xúc mà sanh, chúng không thật, là ai cả,
không có ai nhớ cả, mà chỉ có tưởng nhớ. Cái mà chỉ là thiện bất thiện do duyên, là các hành mà này cho rằng tôi làm thiện, cho rằng tôi làm ác, thiện này là của tôi, ác này là của tôi, mà không biết được rằng hành này, đây chỉ là hành thiện, đây chỉ là hành bất thiện, chúng đều do duyên mà sanh. Do duyên gì mà sanh? Do duyên nhãn xúc sanh, nhĩ xúc sanh, tỷ xúc sanh, thiệt xúc sanh, thân xúc sanh và ý xúc sanh. Và cái mà được biết đó là cái thấy, biết đối tượng thị giác thì cho là tôi thấy, mà không biết được pháp thấy. Cái nghe thì cho rằng tôi nghe, mà không biết được đây là nhĩ thức, chỉ là nhĩ thức ở khoảnh khắc này mà thôi. Nhĩ thức này cũng do duyên mà sanh và rồi diệt đi hoàn toàn. Mùi, cái ngửi mùi thì cho rằng tôi ngửi mùi, mà không biết được cái mùi này do duyên in dấu vào tỷ căn mà làm phát sanh ra tỷ thức. Vậy tỷ thức này biết mùi không phải là tôi biết. Thì chính do không hiểu biết được những cái pháp này trong đời sống hàng ngày nên là vô minh, tham ái, chấp thủ, tà kiến và lâm uẩn. Nên sao vậy? Nên sanh sầu khổ. Còn các ngài thấy chúng là giống không, là vô thường, là duyên sanh, là giả hợp, là không có một con người nào ở bất cứ phương diện nào cả, không có một con người nào trong cái thấy, mà cũng không có một con người nào trong đối tượng thị giác nào cả. Quý vị có thấy cái đối tượng thị giác nào là con người không? Quý vị có khi nào nhìn thấy cái gì đó một màu hay là rất là nhiều màu không? Cái gì là một con người? Khi chúng ta thấy một cái đầu lâu, tóc, rồi những cái lớp da, những cái quần áo, những cái đó là gì? À, con người thì không có trong cái thấy, cũng không có trong cái được thấy. Cái con người chỉ được có trong khái niệm của sự suy nghĩ sau khoảnh khắc thấy. Rồi có cái âm thanh nào là con người không? Hay là âm thanh chỉ là âm thanh mà thôi? Như vậy tất cả chúng sanh đang không hiểu biết về âm thanh, đang chìm đắm trong âm thanh, đang chìm đắm trong đối tượng thị giác, đời sống hàng ngày. Dầu cái người đó có nhiều người học Phật Pháp rất là cao sâu, nhưng mà cái thực tại hiện giờ họ hoàn toàn bỏ qua, hầu như không biết một chút nào về chúng hết. Nhưng mà chúng đang là rất thật, đang là pháp trong đời sống hàng ngày. Và chúng chính là khổ đế, và chúng cũng chính là cái nguyên nhân mà chúng sanh không hiểu biết nên tham đắm vào những cái thứ vô tri vô giác, vô thường ở ngay xung quanh chúng ta mà thôi. Không có một con người nào ở đâu cả. Làm sao này một cảm thọ này là một con người được? Một cảm thọ sanh khởi vô cùng là nhanh, chỉ với duyên của chúng mà rồi chúng xuất hiện và rồi biến mất đi hoàn toàn,
Không thể có hai cảm thọ trong một một lần sanh khởi, phải không? Như vậy thì do chúng ta không thấy được, còn các bậc thánh đã thấy được. Là sao vậy? Đối với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích, thoát ra khỏi sự yêu thích là sao vậy? Là các ngài không có yêu thích đối tượng thị giác đẹp hay xấu, bởi vì các ngài biết chúng chỉ là tứ đại, chúng chỉ là vô tri vô giác. Chính vì chúng sanh không hiểu biết nên mê đắm, nên luyến ái, nên khen tặng, nên còn cho nó là tôi, là tôi thích, là tôi ghét, là đáng hài lòng, là đáng mong muốn. Nhưng mà các ngài thấy thực sự là những cái thứ vô tri bẩn thỉu, chúng có đẹp hay chăng nữa, chúng chỉ ở một vẻ màu bên ngoài được tô bởi màu sắc của tứ đại đó mà thôi, chúng không là gì cả. Cái cứng cái mềm thì chắc chắn không phải là một viên kim cương. Và cái cứng cái mềm thì chúng ta xúc chạm với nó suốt cả ngày, cho đến khi chúng ta ngủ say và rồi thức dậy, chúng ta cũng không hiểu được nó là các pháp. Chính vì vậy nên là các bậc chí, các ngài đã thấy được. Dạ, sư bận chút chút, sư gọi lại ạ. Dạ, dạ, dạ. Do đó mà các bậc đã thoát ra khỏi cái sự yêu thích đó. Các ngài không bị những cái tứ đại, không bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa nữa. Nên là các ngài không vướng vào, không bị tâm của các ngài không khen chê nữa. Các ngài thấy đây chỉ là các pháp mà thôi. Các ngài không có chê ai đó là bất thiện. Mà các ngài cũng không có cho ai đó là thiện. Và các ngài chỉ thấy các pháp như chúng đang là vậy thôi. Thiện thì cũng chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi. Bất thiện cũng chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và diệt đi. Khoảnh khắc của bất thiện thì không có khoảnh khắc của thiện ở đó, chỉ vậy thôi. Còn khoảnh khắc của thiện thì cũng không có khoảnh khắc bất thiện nào, cũng không khắc, cũng có ai ở đó cả. Và rồi chúng cũng diệt đi. Và rồi đã vô lượng những cái khoảnh khắc của thiện, của bất thiện và của quả đã sanh khởi và diệt đi. Chúng chỉ là như vậy thôi. Hằng ngày chỉ có khoảnh khắc của thấy là quả, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là quả thiện, quả bất thiện trong đời sống hằng ngày. Và rồi lại thiện và bất thiện sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và rồi diệt đi. Và rồi cuộc sống này chúng chỉ là như vậy cho đến khi chết đi. Và rồi khi tái sanh ra cũng chỉ là quả thức nữa, lại tiếp tục sanh ra. Và rồi chúng lại tiến trình của thấy, của nghe, của ngửi, của quả, của thiện, của bất thiện và của phiền não. Và rồi diệt đi nữa mà thôi. Chúng không là ai cả. Ngày nào còn vô minh về chúng thì chúng còn tiếp diễn, và chúng lại tạo ra cái tiến trình của chúng nữa mà thôi. Không có gì khác hơn như vậy nữa cả. Vẻ bề ngoài thì có vẻ khác thường, nhưng bên trong thì chỉ thiện là bất thiện là quả. Chúng ta có tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ thiện pháp hơn một chút xíu. Và rồi vô minh cũng vẫn có mặt như thường. Do vậy cái con đường tứ niệm xứ là con đường chấm dứt.
mọi cái ảo tưởng và chấm dứt được cái sanh tử này. Và Ngài không còn yêu thích các pháp hữu vi nữa. Dầu là trí tuệ đi chăng nữa thì các ngài cũng không yêu thích chúng, bởi vì chúng cũng vô thường. Trí tuệ cũng không phải là của ai cả, không ai tạo ra trí tuệ được cả. Trí tuệ cũng chỉ là một pháp hữu vi do duyên sanh mà thôi, không ai tạo ra được trí tuệ cả. Do đó nên là ngài hiểu chúng nên ngài không còn yêu ghét nữa, không còn yêu ghét nữa nên là làm sao có lo sợ nữa. Thưa quý vị, có yêu ghét nên mới có lo sợ. Còn các ngài không còn yêu ghét nữa, các ngài thấy các pháp hữu vi là vô thường như vậy nên là tâm của các ngài không còn lo sợ nữa. Vì lo sợ, những kẻ lo sợ thì lại tiếp tục sanh tử nữa mà thôi. Mà vì đâu vì lo sợ? Vì không hiểu được các pháp hữu vi là vô thường nên chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, nên bám víu vào cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm trong đời sống hàng ngày. Cái điều tốt đẹp thì muốn nó thường hằng, còn những cái điều xấu xa, điều bất thiện thì lại xua đuổi, không có sự hiểu biết nào cả, hoặc là bị nó nhấn chìm xuống. Đó chính là con đường sanh tử. Như vậy con đường thiện ác chính là con đường sanh tử. Và con đường bát chánh là con đường vượt lên sanh tử đó. Ngài nhàn chán, thoát khỏi cái sự yêu thích, không có sầu muộn, còn đâu để lo sợ. Từ bí giá tô cha, cha giáp tí sô cô là do yêu thích lên là sầu muộn sinh ra. Như vậy thì tham ái yêu thích về thế giới của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý càng nhiều chừng nào thì sầu muộn càng sanh ra nhiều chừng đó. Vì sao vậy? Vì tất cả những đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị, chúng đều biến đổi vô thường và biến hoại. Nhưng mà dường như chúng ta vẫn thấy thường hằng, phải không? Nhưng thực tế thì chúng luôn luôn sanh và diệt. Từ bí giá tô, bí giá là một cái danh từ trung tánh. Ở đây câu kệ này chia theo xuất xứ cách là do yêu thích. Yêu thích từ sự yêu mến. Như vậy thì tứ đại này và nghiệp này, phải không ạ? Chúng đã tạo ra rất nhiều những cái hình hài, những cái hình dáng khác nhau. Chúng in dấu vào mắt, hay là âm thanh, mùi, vị. Nên là chúng ta không ưa cái này thì chúng ta sẽ ưa cái kia. Và đối tượng thị giác này luôn luôn chúng có duyên để in dấu qua các căn, và chúng ta không có nhận biết được về chúng và cho chúng là thường hằng, cho chúng là đẹp. Nhưng về bản chất của chúng thì không phải là như vậy, chúng là vô thường. Từ sáng đến giờ bao nhiêu đối tượng thị giác vô thường rồi, có ai để ý được chúng không? Bao nhiêu cái thấy rồi, có ai khóc cho chúng không? Có ai hiểu được chúng không? Hay là chúng ta chỉ đi tìm một cái gì đó để muốn đạt được trí tuệ hay sao? Từ cha giáp tí là chúng ta biết rồi, là cái sự sinh ra. Cái gì sinh ra vậy thưa quý vị? Thấy được sinh ra, nghe được sinh ra, ngửi được sinh ra, nếm được sinh ra, xúc chạm được sinh ra, thiện được sinh ra, bất thiện được sinh ra, phiền não được sinh ra.
già bệnh chết sầu bi khổ u ai được sinh ra. Sô cô là sô cá. Sô cá chỉ cho cái sự sầu muộn. Sầu muộn ở đây cũng không có ai sầu muộn cả. Do tham ái dính mắc với cái đối tượng đó, nên là đối tượng nó vô thường. Mà nó vô thường, do sự bám víu vào cái vô thường đó, khi chúng vô thường thì do duyên đó mà chúng sanh ra sầu muộn. Do chấp thủ đó, do tà kiến đó mà chúng sầu muộn. Và chúng ta đã bao nhiêu lần sầu muộn rồi, chúng ta có biết không? Không thể đếm hết được. Và làm sao chúng ta có thể sầu muộn được hết những cái đối tượng thị giác ở trên đời này? Không có đâu. Chỉ có xả ly thì mới hết sầu muộn thôi. Chứ còn đối tượng thị giác thì không, đối tượng thị giác này thì cũng đối tượng thị giác kia. Ngày nào chúng ta còn mê mải, còn ham thích với đối tượng thị giác, không hiểu được bản chất của chúng, thì sầu muộn còn được sinh ra. Mà đối tượng thị giác thì sao vậy? Chúng chính là ma quỷ. Mặc dầu chúng chỉ là tứ đại, là vô tri vô giác, là những cái hình ảnh, là những cái hình bóng rất đổi vô thường, nhưng thực sự chúng đã nhấn chìm tất cả chúng sanh vào cái biển chân này. Do chúng sanh vô minh vô trí, không được nghe giáo pháp của Đức Phật. Chúng sanh ở đây là chúng sanh là gì? Là ngũ uẩn. Cái từ Pí Giá Tô Cha Giáp Tí Phát Văn là do yêu thích lo sợ sinh ra. Chúng ta càng yêu thích bao nhiêu thì càng si mê bao nhiêu thì lo sợ càng sinh ra bấy nhiêu. Như vậy đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta lo sợ những cái thứ vô tri vô giác, bất tịnh vô thường, biến hoại đổi thay này, cho chúng là tôi, là của tôi, là vợ tôi, con tôi, chồng tôi, nhà cửa của tôi, xe hơi nhà lầu của tôi, kim cương vàng bạc. Nhưng tất cả chúng không có một sự trả lời nào cho bạn, dầu chỉ một câu ngắn ngủi rằng tôi không phải là của bạn và không phải là của ai cả. Tất cả chúng ta chỉ đùa chơi với đất nước lửa gió và sầu muộn ở trên đó, than van ở trên đó, và rồi tạo dựng những cái tà kiến ở trên những cái vô tri vô giác đó mà thôi. Tiếp theo nữa là câu là Pijato Vipat Muttasa Natthi Soko Kuto Phát Văn, là đối với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích, không có sầu muộn, còn đâu để lo sợ. Trên đời này cái gì được yêu thích nhất thưa quý vị? Ý niệm về ngã là được yêu thích nhất ở trên đời này. Chúng ta có nghĩ là chúng ta thương ai đó lầm. Chúng ta chỉ thương cái ý niệm về ngã của mình. Và chúng ta thấy để ý trong tất cả các cuộc nói chuyện, các cái sự tiếp xúc, chúng ta để ý mà xem thực sự thương người hay không, hay là chúng ta chỉ thương ý niệm về ngã, cái quan điểm của mình mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta có trí tuệ thì cái tình thương nó mới vượt lên khỏi cái sự tham ái chó buộc này được. Người không có trí tuệ là không thể nào có lòng từ được thưa quý vị. Chỉ có lòng ái chứ không có lòng từ. Và lòng ái thì nó rất rất giống với lòng từ. Nhưng mà tâm từ thì nó không có luyến ái. Như vậy, trí tuệ của bạn bao nhiêu thì từ bi của bạn nó nhiều được bấy nhiêu.
Còn trí tuệ của bạn ít thì tham ái của bạn là phải nhiều thôi, chứ làm sao mà khác hơn được. Nó nghịch lại. Tiếp theo là Vipassana. Ở đây cái căn của nó là căn múc. Tiếp đầu ngữ của nó là pá. Tiếp viễn ngữ là quý. Ở đây chia theo quá khứ phân từ, nam tánh, và chia theo sở thuộc cấp là đối với hay là của người đã được thoát ra khỏi, của người đã được giải thoát. Thoát ra khỏi cái gì? Thoát ra khỏi cái tà kiến về năm uẩn, và không còn cho cái sắc này là đàn ông, đàn bà, là tôi, là của tôi, thực thấy, thực biết. Chúng chỉ là những nhóm bất tịnh khác nhau, vô thường, biết hoại. Và không có thể nào nắm giữ và kiểm soát chúng được. Ở đây Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là do ái sinh sầu u. Tại sao chúng ta do ái sinh sầu u? Ái ở đây gồm có mấy ái? Gồm có sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Như vậy hằng ngày chúng ta ái cái gì? Ái đối tượng thị giác, ái âm thanh, ái mùi, ái vị, ái cứng, ái mềm, ái lạc về hình ảnh, nam nữ. Nhưng mà không hiểu được những cái thứ đó, thật sự chúng chỉ là những cái tứ đại, những cái sắc màu khác nhau, những cái âm thanh khác nhau của tứ đại khác nhau, những cái mùi khác nhau của các tứ đại khác nhau, những cái vị khác nhau của những tứ đại khác nhau. Tất cả chúng đều vô tri vô giác, bất tịnh, vô thường, biến hoại, không gì khác cả. Chúng chưa từng là một ai ở đời cả. Chúng không biết nói, biết cười, không biết giận, biết hờn. Vậy mà đã bao nhiêu đời chúng ta chấp nó là tôi, là của tôi. Chấp cho đây là người này, người kia, đẹp xấu, người xấu, người đẹp, người ác, mà chúng ta không hiểu được. Đó chỉ là các tính chất, chỉ là các pháp hữu vi, do duyên riêng của chúng sanh khởi và chúng diệt đi hoàn toàn. Và bản thân của chúng ta cũng chỉ là các pháp đó thôi, mà chúng ta lại mong mỏi những cái pháp kia. Như vậy thì các pháp đã hiện diện ở đó rồi, nhưng không có một sự hiểu biết nào cả. Từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Và muốn hiểu biết cũng chẳng được, phải không? Tất cả chúng đều do duyên. Chỉ khi nào chúng ta được nghe đúng pháp. Như vậy nè, bốn cái nhân sanh cho một vị tu đầu quần là gì? Đó là gặp bậc chân nhân, nghe được chánh pháp, như lý tác ý, và tùy thuận pháp, hành pháp. Nên là do ái luyến sanh sầu u, do không hiểu được thế giới này là vô thường, thế giới này chỉ là các cái sắc pháp, và cho rằng thế giới này đầy những cái con người, nhà cửa tấp đập, xe cộ, vui nhộn. Nhưng mà đâu có biết được thế giới này toàn là những cái năm uẩn vô cùng xa lạ, chúng chẳng biết ai bao giờ cả. Cái thấy không biết con người, chúng chỉ biết ngay cái đối tượng thị giác in dấu vào thôi. Chúng không biết được cái thấy này, chúng không biết được đối tượng thị giác của ngày hôm qua. Cái thấy này chúng không biết được đối tượng thị giác của ngày mai. Chúng chỉ biết được đối tượng thị giác này ở khoảnh khắc này.
Cái nghe này cũng vậy, ngửi này cũng vậy, nếm này cũng vậy, xúc chạm này cũng vậy. Nó không hiểu nên là nghĩ rằng là một ai đó, rồi nghĩ rằng thế giới này là thường còn. Chính vì vậy mà ái luyến sanh khởi. Do ái sanh sầu u, do ái sợ hãi, ái luyến cái điều đó, mong mỏi con người đó, nhà cửa đó, ái luyến. Khi mà chúng mất đi, con cái chúng ta mất đi, cha mẹ mất đi, tài sản mất đi, chúng ta sanh sầu khổ. Nhưng mà thực sự thì cái gì mất đi? Chỉ có các đối tượng thị giác luôn luôn sanh khởi và mất đi. Hằng ngày những đối tượng thị giác sanh khởi liên tục và mất đi, có ai khóc, có ai thương, có ai hiểu cho chúng không? Là vô thường không? Nếu như mà những cái thứ đó mà chúng ta hiểu, thì có cái gì không mất đi? Và sầu muộn là bất thiện hay là thiện? Dầu là cha mẹ của chúng ta, nhưng không phải là đối tượng của chúng ta thích, không phải là đối tượng thị giác của chúng ta thích, thì dầu người đó có chết đi, có mất đi, chúng ta cũng không bao giờ sầu muộn. Hay là chúng ta hiểu biết tất cả đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, thì cũng không thể có sầu muộn được, bởi vì chúng chẳng là ai cả. Chúng sanh khởi do duyên thì chúng cũng phải mất đi do duyên, như bản chất của chúng vậy thôi. Như vậy do chúng ta luyến ái, không hiểu được pháp của vi là vô thường, chấp chúng là như thế này hay như thế khác, nên không hiểu được từng khoảnh khắc sanh khởi do duyên và đã diệt đi rồi. Do ái sinh sầu u, do ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái? Người nào được nghe chánh pháp, phát sanh lên trí tuệ, thấy được các sắc là vô thường, các thanh là vô thường, không phải là ai cả. Mùi là vô thường, vị là vô thường, những cái tính chất cứng mềm, nóng lạnh cũng vô thường, cũng không phải là ai cả. Thọ tưởng hành thức cũng không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Vì đó nhàm chán, ly tham đối với chúng, nên thoát khỏi sự ái luyến, sự dính mắc, nên không có sầu. Không có sầu. Vì sao vậy? Vì các pháp vô vi chúng luôn luôn sanh diệt. Họ không chết lúc này, họ cũng chết lúc khác. Mình không chết ở đây, cũng chết ở kia. Cũng như chúng ta luôn luôn đi đến chỗ này, chỗ kia. Vậy ta là ai đây? Ta cũng chỉ là đối tượng của những thị giác khác mà thôi. Và rồi cũng có rất nhiều những cái tâm thiện, tâm bất thiện, thích thú những cái đối tượng thị giác. Như vậy thì đời sống này chỉ có cái thấy ở chỗ này, chỗ kia, sanh và diệt đi. Đối tượng thị giác ở chỗ này, chỗ kia, sanh và diệt đi. Đâu có cần phải làm đám ma đâu, nó mới sanh diệt đâu thưa quý vị. Thế giới này chỉ có cái nghe, cái ngửi, sanh ở chỗ này, chỗ kia và rồi diệt đi.
Thế giới này chỉ có suy nghĩ và rồi diệt đi. Không có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Suy nghĩ thì có lúc đó suy nghĩ bất thiện, có lúc đó suy nghĩ là thiện. Cũng chỉ là khoảnh khắc của suy nghĩ, không có ai suy nghĩ ở trong đó cả. Suy nghĩ là một pháp, suy nghĩ không phải là sắc, suy nghĩ không phải là thọ, suy nghĩ không phải là tưởng, suy nghĩ không phải là thức, phải không? Như vậy suy nghĩ cũng vô thường, suy nghĩ cũng vô ngã. Và chúng ta đã luyến ái bao nhiêu hình ảnh rồi, về những hình ảnh ở đâu, đối tượng thị giác nó ở đâu. Không, chúng đã diệt đi. Chúng không phải là ai cả. Và ngày mai chúng ta thức dậy cũng chẳng có cái gì thêm nữa cả. Thế giới chỉ có các tứ đại khác nhau, các đối tượng thị giác khác nhau, lại làm sanh khởi những cái thấy nghe ngửi khác nhau, và rồi diệt đi như vậy. Các bậc trí thấy như vậy nên nhàm chán, đi tham đối với chúng. Và câu kệ này thì được Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên Tịnh Xá, ngài thuyết pháp liên quan đến một đệ tử cư sĩ và một cái tín đồ. Một cái người cư sĩ này vào cái thời đó, ông ta mất đi cái người con trai. Ông ta buồn đến nỗi mỗi ngày đều đi đến cái nơi hỏa táng và than khóc khôn nguôi. Một buổi sáng sớm thì Đức Phật quan sát thấy được cái người đàn ông này có thể nhờ cái cơ hội này ngài thuyết pháp, ông ta có thể thức tỉnh được cái đời sống, hiểu được cái bản chất của đời sống là vô thường. Thì ngài nhận thấy ông ta có khả năng chứng đắc được thánh quả, và sáng hôm ấy khi khất thực thì ngài mang theo một cái vị tỳ kheo thị giả và đi đến trước nhà của ông ta. Và nghe tin Đức Thế Tôn đến nhà thì ông ta nghĩ thầm là, ồ, chắc hẳn là Thế Tôn muốn chúc sức khỏe theo phép lịch sự như thường lệ. Và ông ta mới thỉnh ngài vào nhà và thỉnh ngồi để ông ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ông ta kính cẩn ngồi một bên. Thì Đức Phật mới hỏi cái vị gia chủ này, này thiền nam, vì sao mà ông buồn? Chúng ta cứ nghĩ rằng cha mẹ, con cái chúng ta mất đi chúng ta buồn. Nhưng không phải đâu, đối tượng thị giác nào mà chúng ta thích mà nó mất đi, chính cái đó mới là nguyên nhân sinh ra đau buồn, đau khổ. Này thiện nam, chớ có ưu bi, chết không dành riêng cho một nơi nào hoặc riêng ai cả. Đó là quy luật chung cho tất cả chúng sanh trên thế gian này. Không có ngũ uẩn nào thường tại, vì thế không nên buồn rầu quá đáng. Mà hãy có một cái nhìn hợp lý về cái chết. Như người ta thường nói, các pháp sanh diệt thì phải chịu sanh diệt. Chúng sanh ra trong vô thường, chúng sanh ra trong khổ, chúng sanh ra trong vô ngã, thì chúng cũng phải diệt đi trong khổ, trong vô thường, trong vô ngã. Và cư sĩ hỏi, bạch Thế Tôn, ai đã làm được như thế, trong trường hợp nào, xin ngài dạy cho con. Và Đức Phật kể cái chuyện quá khứ. Như rắn lột bỏ ra, người đi về cõi khác, bỏ lại sau thân xác, thân thể đã chết rồi. Như vậy chúng ta thấy thực tế là chúng ta
cha mẹ con cái chết chứ thực tế cũng chẳng có ai chết cả. Và chỉ có sự chết làm việc chết cho một cái kết quả, một đời sống đó, một cái nghiệp đó. Và rồi nếu có duyên chúng lại hình thành nên một sự sống và rồi lại chết đi mà thôi. Thân thể đã chết rồi đâu còn biết buồn vui. Như vậy sắc pháp này cả đời chúng không bao giờ buồn vui, chúng không bao giờ nói cho ai biết một điều gì cả. Trong lúc ngọn lửa bốc thiêu rụi thân mình đó, hắn đâu nghe tiếng khóc, tiếng than của bà con. Vì thế ta đâu còn khổ buồn vì hắn chết. Hắn đã đi và đến tới nơi hắn phải đi. Như vậy chúng ta đến thế giới này không có tiếng khóc, chưa có tiếng khóc nào cả. Chúng ta đến thế giới này chưa nhắn nhủ với ai cả. Chúng ta đến thế giới này không có nhắn nhủ với cha mẹ trước, bà con trước, vợ con ở đời trước một lời nào cả. Chúng ta cũng không hẹn họ, cũng không báo cho họ rằng tôi sẽ sanh vào bào thai này, bào thai kia, hãy đi tìm tôi ở chỗ này, chỗ kia. Bởi vì khi chúng ta chết, nó là một tâm quả của nghiệp. Chúng không biết nói, biết cười, không biết giận, biết hờn, không biết nhắc nhở ai cả. Do vậy chúng ta đây cũng bằng một tâm quả của nghiệp. Nên chúng ta cũng không chọn được cha mẹ, vợ chồng, con cái ở bất cứ phương diện nào cả. Và rồi nay mai chúng ta lại xa rời thế giới này, xa rời hình hài này, bỏ cha mẹ, bà con này, thân bằng quyến thuộc này, thầy tổ này. Và tất cả đi đâu, tái sanh như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào các duyên của các pháp. Không ai chọn lựa được cả. Như vậy, chính như vậy nên là con đường bát chánh đạo là vô cùng khó khăn. Khi mà chúng ta không học hiểu đúng giáo pháp của Đức Phật thì không sao có thể có duyên nằm ra khỏi sanh tử luân hồi. Làm sao có ai đó có thể ngồi và thực hành một cái điều gì đó mà cho chánh niệm và trí tuệ sanh khởi được? Làm sao có ai có thể làm và tạo ra được trí tuệ? Đức Phật cũng không thể tạo ra được trí tuệ. Do vậy, Ngài hiểu pháp do duyên. Ngài đã thực hành hai con đường khổ hạnh và lợi dưỡng tất cả. Cho đến phi phi tưởng xứ, Ngài đều phải bỏ hết tất cả. Kể cả cái trí tuệ thế gian đó, đến tột bực như vậy, cũng không sao thoát khỏi được vô minh và phiền não. Và chỉ có khi nào đủ ba năm mật, Ngài buông xả và Ngài thấy được cái trạng thái gọi là ly dục ly bất thiện pháp, lúc mà Ngài ngồi ở cái cội cây khi còn 7 tuổi đi với cha ra đồng. Ngài ngồi một cách bình thản, thản nhiên. Ngài không có đi tìm cầu một cái phương pháp nào cả. Và Ngài nhớ được cái tâm ni dục ni bất thiện pháp đó, Ngài mới thấy đây là cái con đường chánh định này. Cái con đường này sẽ đạt tới cái con đường giác ngộ. Và chính cái điều đó mà Ngài đạt được cái sự giác ngộ. Và Ngài dạy cái lý tứ thánh đế và con đường bát chánh đạo. Nhưng mà hầu như chúng ta đã bỏ quên hết những cái điều này và chúng ta thường đi thực hành một cái phương pháp nào đó để niếm ngộ được Niết Bàn. Và bỏ hết cái gì các pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Làm sao có thể như vậy, là có một ý niệm về ngã rồi. Không thể được, chỉ có cái hiểu từng chút một. Về pháp này, thiết thực hiện tại thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi được thôi. Nếu như vậy thì chúng ta chọn lựa được các pháp rồi. Mà đã chọn lựa được các pháp thì ai cũng chọn được hết.
Nhưng mà các pháp là vô ngã. Pháp này chỉ có nghe, nghe đúng diệu pháp và thấy pháp được trong đời sống hàng ngày. Và bất cứ cái pháp gì nó sanh khởi, nó đều có thể là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. Và chỉ có chánh niệm tỉnh giác chúng chọn lựa đối tượng cho chúng, chứ không có ai chọn lựa được. Như thế nào? Không thể được. Nhưng mà khi chúng ta học hiểu đúng, chi kiến đúng đắn, thì con đường sẽ được mở ra. Bài học kể lại đầy đủ chi tiết cái chuyện tiền thân của Uraga trong phẩm 5, thì Ngài nói tiếp. Cái thì người trí không có hành động như ngươi khi con trai. Người trí thấy được ngày hôm nào thì đối tượng thị giác, không đối tượng thị giác này mất đi thì đối tượng thị giác khác cũng đến.